Nói thiệt tình luôn á. Ê Kim Chi ơi, bà có thấy điện thoại của tôi để đâu không vậy? Không thấy. Trời ơi, để đâu được bây giờ. Thiệt tình luôn á. Alo, con nghe nè mẹ ơi. Dạ thôi, con đang bận lắm, tí nữa con gọi lại cho mẹ nha. Ủa, cái gì vậy? Bà thấy điện thoại tôi đâu không Kim Chi? Đâu? Bà đang cầm trên tay kìa. Ủa? Vậy mà không biết nữa. Trời ơi, làm tiền từ sáng tới giờ luôn. Thôi, cảm ơn bà nha, thôi tôi đi nha. Bà này có bị khùng vậy trời? Ai vậy ta? Ủa, thầy Phúc. Xin lỗi, mới sáng sớm làm việc của Hiền. Nhưng hôm nay tôi qua đây á, có chịu nói với vợ cũ tôi. Chà, hôm nay Tôm tìm tới nhà rồng, chắc chắn là có chuyện cầu xin đúng không? Nếu nghĩ có căn nhà này á mà trở thành rồng, xin báo tin buồn, rồng sắp bị lấy lại căn nhà rồi. Gì? Nè, anh đừng tưởng là anh muốn làm gì làm nha. Bộ anh nghĩ anh muốn lấy lại căn nhà là lấy lại được hả? Xin lỗi anh, căn nhà này đang do tôi đứng tên làm chủ quyền ha. Đừng có ăn nói ngang ngược vậy nha. Đồng ý căn nhà này cho cô đứng tên chủ quyền, nhưng mà căn nhà này do ba má tôi cho thôi. Rồi tất cả nội thất trong căn nhà này cũng vậy, ba má tôi đều mua. Cô mua được cái gì? Là do ngày xưa anh muốn cưới tôi thì anh phải chấp nhận như vậy thôi. Nè, đừng có nói là chia tay xong rồi đòi đại quà nha. Xin lỗi anh, không phải là muốn đòi lại được đâu. Căn nhà này là do tôi đứng tên rồi. Bây giờ cô không chịu hợp tác đúng không? Để phân chia tài sản đúng không? Được rồi, vậy tôi nhờ pháp luật tôi can thiệp. Hả? Anh hù tôi hả? Tôi không có hù. Tôi không có sợ đâu. Thầy Phúc, mời thầy uống nước. Rồi có gì từ từ nói nha thầy. Còn cô Hiền nữa. Dạ. Lo đi kiếm nhà mới đi. Hả? Tôi sẽ lấy lại căn nhà này. Ủa, nhưng mà em đã đưa 6 tháng tiền nhà cho Kim Chi rồi mà. Ờ. Nhưng mà hai người chỉ nói miệng thôi, đâu có giấy tờ đâu. Hả? Bà đừng có nghe những gì ông nói. Bây giờ bà chỉ cần nghe những gì tôi nói thôi. Tôi nói bà được quyền ở lại là bà được quyền ở lại nha. Tôi không cho ở lại. Tôi cho bà đói. Tôi không cho ở lại. Tôi cho bà ở lại nè. Bà đi vô trong lấy cho tôi tờ giấy. Kim Chi vậy? Mau lên, kêu bà lấy thì bà lấy đi. Nè, cô bày trò gì nữa? Tôi bày trò đặc biệt dành riêng cho anh đó. Mắc gì dành riêng cho tôi? Thì nhìn đi rồi biết. Nè bà, đốt phong long đuổi ông đi cho tôi. Nè, cái gì? Thôi, tự nhiên làm vậy thôi được. Bà có muốn ở lại trong cái nhà này không hả? Cô Hiền, nhưng mà còn... cô dám? Bà không dám. Cô dám hả? Không, đừng thách em thầy Phúc ơi. Cô dám? Bà không dám hả? Cô dám hả? Bà không dám hả? Đừng thách em thầy Phúc ơi. Lửa nó ra. Nè, tôi không phải có hồn nữa mà đâu tôi. Lâu quá không gặp ha. Đúng rồi, hồi học năm nhất đại học á, tôi có ở chung dãy nhà trọ với ông. Tới bây giờ mới gặp lại á. Bây giờ ông làm gì, giờ ở đâu? À, tôi làm luật cho công ty nước ngoài. À, hồi sáng gọi tôi á, ông đang cần tư vấn luật đúng không? Đúng rồi. Chuyện sao kể tôi nghe coi. Thật ra tôi vợ tôi ly hôn. Căn nhà tất cả đồ đạc á là do ba mẹ tôi cho. Nhưng mà ngặt một nỗi á là vợ tôi đứng tên. Bây giờ vợ tôi nói á, ai đứng tên là của người đó. Vậy bây giờ tôi phải làm sao để mà lấy lại căn nhà? À, nói chung á, căn nhà của ba mẹ ông cho ông thì nó phải là của ông, đúng không? Tôi cãi bao nhiêu vụ rồi, vụ nào cũng thắng. Thiệt không? Thiệt. Thì tôi làm luật bao nhiêu năm trời rồi, mấy cái vụ lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần tôi còn cãi được, chứ huống gì cái vụ nhỏ như con kiến vợ chồng ông. Thật ra tôi chỉ muốn lấy luật cho vợ cũ tôi thôi. Chứ tôi không muốn dắt nhau ra tòa. À nè, vợ ông là ai vậy? Kim Chi, học thanh nhạc à, năm nhất hồi đó đó. Mình có đi ăn nhau mấy lần á. À, ra vậy. Nhớ rồi. À, còn chuyện này nữa. Chuyện gì nữa? Căn nhà do tôi với vợ tôi tranh chấp, có thêm một đồng nghiệp của tôi đang ở, do vợ cũ của tôi cho mướn. Tôi hỏi nè, căn nhà đang tranh chấp á, hiện nằm ở vị trí nào vậy? Chị à? Thì tôi là luật sư, tôi cãi cho ông, tôi phải biết chứ. Tôi biết nằm ở đâu, định giá tài sản bao nhiêu, xây dựng, bảo trì, rồi đồ thứ nhiều lắm, ông hiểu đâu. Thôi, nói tên lượt nhức đầu lắm. Nhà ở tôi là ở lầu 6, chung cư H3, Hoàng Diệu, quận 4. À, được rồi. À, nhưng mà nè, tính tôi vậy á, sao phẳng não vợ, phải không? Bạn bè thì bạn bè, cọc trước nha. Cái này ông không nói, tôi cũng sẽ đưa cho ông trước mà.
Tôi cọc trước cho 3 triệu nha. Ok, ok. Cố gắng giúp tôi. À, chị ha. Ủa, bà về rồi hả? Chung nhà đứng đó làm chi vậy? Nhưng mà tôi còn có một người nữa. Tôi đã nói với anh rồi mà, cứ theo luật mà làm đi, tới đây làm chi nữa? Theo luật à? Được, sẽ theo luật. Vô kia ngồi đi. Tôi sẽ nói luật. Nhà này là nhà của tôi, làm gì mà hôm nay tự tin quá vậy? Y như nhà của mình vậy đó. Cứ ngồi đó đi. Cô Dư Hiền nữa, vô ngồi xuống đi, để nghe tôi thông báo. Dạ. Yên vị chưa? Tôi xin trịnh trọng thông báo cho hai cô biết, tôi đã mời được luật sư giỏi để dàn xếp cái việc phân chia tài sản căn nhà này rồi. Luật sư thì sao chứ? Cái nhà này do tôi đứng tên, thì luật sư làm được cái gì? Vậy là cô không biết rồi. Lắng lỗ tai lên mà nghe tôi nói nè. Luật sư tôi nói á, theo điều khoản 3, điều 27 luật hôn nhân và gia đình và nghị quyết 02/2000 NQ đã quy định như sau: ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Hội đồng Nhân dân, Tối cao, Tòa án Hôn nhân và Gia đình hướng dẫn việc áp dụng phân chia tài sản của vợ hoặc chồng như sau: trong thời kỳ hai gia đình, không phải, tôi đã lộn á, trong thời kỳ hai vợ chồng mà trong lúc hôn nhân có tài sản chung thì phải đi ra chứng nhận, chứng nhận là quyền sở hữu của hai vợ chồng. Trong trường hợp đó hai vợ chồng không có tranh chấp, nhưng nếu á mà còn có tranh chấp á thì á, người trong tài sản ghi hoặc vợ hoặc chồng phải chứng minh được tài sản này là do đâu có, chẳng hạn như là được cho hoặc là được tặng hoặc là được thừa kế riêng trong thực hiện hôn nhân, hoặc là tài sản này có được từ nguồn tài sản riêng quy định trong tài khoản. Còn nếu không á thì phải phân chia lại theo như điều khoản, rõ chưa? Còn cô sao? Cô chứng minh được căn nhà này do ba tôi tặng cho cô không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng tôi chứng minh được căn nhà này cho ba tôi mua tặng cho tôi. Bởi vậy hai người chuẩn bị tâm lý đi, đi uống cà phê, gặp luật sư tôi nói chuyện về căn nhà này. Còn nếu như hai cô không chịu, có quyền thưa lên tòa. Nhưng mà tôi nói trước, phí mở phiên tòa mắc lắm. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, xúc tích dễ hiểu. Hẹn gặp lại hai người cuối tuần. Cái gì? Luật pháp đã quy định vậy rồi. Ra nhà sách, mua cuốn sách lục học đi. Kim Chi, không mấy bà đưa tôi lại mấy tháng tiền nhà còn lại, tôi đi chỗ khác muốn. Bà cũng thấy rồi mà, lúc tôi đi qua bên Singapore họ bị người ta lừa gạt hết tiền, không còn một xu dính túi. Cũng may lắm á là tôi mới vác được cái thân này về đây á. Vậy mà bây giờ bà còn nói vậy với tôi nữa. Thôi bà đừng nói nữa, tôi đang nhức đầu á. Để tôi suy nghĩ đó nè. Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm cái ở gần đây có chỗ nào sửa xe không? Ở cuối đường này lận nè. Cuối đường lận hả? Kim Chi, Chi phải không? Tính nè, Tính hồi xưa ở cùng ký túc xá với anh Phúc, có đi ăn với nhau mấy lần mà không nhớ à? À, anh Tính bạn anh Phúc. Đúng rồi. Trời, em nhớ rồi. Mà anh dạo này sao rồi? Đi làm công ty gần đây, anh làm luật sư. Ê, cầm luật sư hả? Cầm cạc, bữa nào rảnh alo cà phê. Công ty luật Phong Đằng. Trời, công ty này đang nổi tiếng lắm nè. Đợi bữa nào chi nữa, hay là hôm nay anh em mình đi cà phê với nhau luôn đi. Ủa mà em nghe nói là xe anh hư, xe anh để đâu? Xe cái xe anh kia. Để em mang xe anh đi sửa luôn, rồi mình đi cà phê luôn. Nhanh lên, nhanh nhanh lên. Lâu rồi không gặp, em với Phúc giờ này sao rồi? Sau khi ra trường, em với anh kết hôn với nhau được 2 năm rồi. Gì hả? Nhưng mà tụi em cũng mới vừa ly dị rồi. Xin lỗi anh không biết vụ này. Không có sao đâu anh. Anh Tính,
em có thể nhờ anh giúp chuyện này được không? Chuyện gì em? Sau khi ly dị á, em với anh Phúc có tranh chấp với nhau tài sản. Tuy là căn nhà do em đứng tên, nhưng mà đó là quà tặng của ba chồng em. Em nghe người ta nói á, nếu như không có chứng minh được căn nhà đó là quà tặng của em thì coi như em bị mất trắng căn nhà luôn. Đâu có được, sao mất trắng được? Căn nhà do em đứng tên á, thì nó phải là của em chứ. Để anh nhớ là theo điều luật 99 á, của Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình thì việc giải quyết quyền lợi của vợ chồng khi thực hiện thủ tục trong ly hôn á, khi mà căn nhà thuộc sở hữu của một bên mà đưa vào sử dụng chung á, thì trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn thì căn nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu của người chủ đứng tên căn nhà nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần dựa vào công sức đóng góp cải tạo của ông bên kia, vân vân. Trời, anh nói chuyện nghe hay thiệt luôn á, đúng là luật sư nói chuyện có khác. 25 rồi mà em. Dạ. Mà nói thiệt với anh á, chứ mấy cái vụ luật này á, em nghe nhức đầu lắm, nghe mà không có hiểu gì hết trơn á. Anh có thể giúp em nhận cái vụ này được không anh? Anh hả? Dạo này thực sự anh bận lắm. Nhưng mà để em ra ngoài văn phòng luật sư thì rất nhiều thời gian. Dạ. Tốn kém nữa. Dạ. Thôi được rồi, để anh giúp em. Anh cố gắng giúp cho em nha. Anh cứ yên tâm đi, bao nhiêu tiền á hả em cũng thanh toán cho anh đầy đủ hết trơn á. Anh giúp em mà. Dạ. Vô cái anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sao giờ này còn chưa tới nữa ta? Đã nhắn địa điểm giờ rất rõ ràng rồi mà. Sao lâu quá vậy không biết. Đâu rồi ta? Trời ơi, giờ này mà còn khóa máy nữa là sao? Ủa? Sao nhìn nó quen quá vậy? À, bà đưa tôi mượn coi. Cái card này á hả? Tôi hỏi nè, căn nhà đang tranh chấp á, hiện nó nằm ở vị trí nào vậy? Nhưng mà tôi với cô bị lừa đúng rồi đó. Nhưng còn Diệu Hiền. Ủa, tôi thấy cô buồn quá vậy? Không có gì. Thật ra đó thì tôi đang mướn nhà. Hai vợ chồng đó, mặc dù là vợ là người đứng tên nhà nhưng mà chồng là người bỏ tiền ra mua. Thì tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cái đuổi tôi ra đường ở à. Đã vậy 6 tháng tiền nhà tôi trả rồi đó chứ. Tại vì là bạn thân cho nên mới tin tưởng, đâu có làm hợp đồng gì đâu. Ủa sao cái vụ này giống cái vụ mà hồi tôi mới mướn nhà quá ta. Thôi mà nhưng mà yên tâm đi, cuối cùng thì người thuê nhà cũng được ưu tiên à. Sao vậy được? Thì tôi thuê hẳn một luật sư để mà tư vấn riêng luôn á. Trời, xe ôm mà cũng có tiền thuê luật sư đó hả? Trời đương nhiên chứ trời ơi. Nhưng mà cô có cần không? Tôi cho cô số điện thoại ha. Cần. Ừ. Rồi được rồi. Dạ. Vụ này cô chắc chắn thắng. Nè nha, luật cho thuê nhà được pháp luật bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tôi gặp nhiều rồi, cứ tin vào tôi. Thiệt không anh? Thiệt. Dạ. Nhưng mà không biết tiền thù lao anh tính sao ha? Đơn giản, cô chỉ cần cọc tôi 3 triệu. Dạ. Vậy là chúng ta bị lừa rồi. Mỗi người nộp cho nó 3 triệu đồng. Tất cả là 9 triệu. Tại vì anh không á. Tự nhiên anh đi liên lạc với tên lừa đảo làm gì? Thôi mà, đừng có gây nhau nữa. Bây giờ giải quyết làm sao đây Kim Chi? Thầy Phúc ơi, bây giờ giải quyết làm sao đây thầy? Gọi điện lên công ty nó.
tố cáo cho nó mất việc đi. À, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Alo, bà con kinh luật không ạ? Tôi muốn tố cáo luật sư Trần Duy Tính lừa gạt và bôi nhọ khách hàng. Thưa anh, công ty không có nhân viên nào tên là Duy Tính hết. Xin lỗi anh. Hả? Sao làm sao rồi? Công ty không có ai tên là Trần Duy Tính hết trơn á. Trời ơi. Đây, đồng hồ của mày. Ơi, chạy chút nè mày. Làm ăn lâu dài mà tính toán dữ mày. Trời ơi. Ngộ người. Đây, còn tiền. Tiền cọc. Đủ nha. Ừ. Gì nữa vậy? Cần câu cơm của tao. Ừ. Nhờ cái này mà con Hiền cắn câu. Tao hút trọn ổ. Ê, mai mốt mà có cái gì nữa kêu tao nha. Chắc chắn rồi. Alo, tôi sẽ tính nghe. Tư vấn luật hả? Yên tâm, vụ này gặp hoài. Ừ. Ok.